Mọi người đang gặp các vấn đề, mọi người không tự tích hợp các loại giấy tờ của bạn trên ứng dụng VNID được. Thì trong video hôm nay thì Tuyên sẽ hướng dẫn các bạn là cách tự tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNID nhé. Hello, Tuyên xin chào tất cả mọi người. Rất vui các bạn quay trở lại với video của Tuyên. Thì nội dung video hôm nay thì Tuyên sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tự tích hợp các loại giấy tờ như là giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, để chúng ta có thể tự tích hợp được các loại giấy tờ trên ứng dụng VNID được. Thì các bạn hãy theo dõi và xem video của mình và làm theo từng bước mình hướng dẫn để chúng ta có thể tự tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNID nhanh chóng và dễ dàng. Trước khi vào nội dung chính thì các bạn đừng quên để lại cho Tuyên một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn bật chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu sau intro nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên để mọi người có thể tự tích hợp các loại giấy tờ của mọi người trên ứng dụng VNID được thì mọi người phải đăng ký tài khoản mức độ 1 và mức độ 2. Thì nếu mà các bạn đã đăng ký tài khoản mức độ 1 thành công rồi thì nếu mà các bạn nào chưa đăng ký hoặc là các bạn đăng ký bị đối thì mình cũng là có một video hướng dẫn chi tiết là cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNID. Thì các bạn có thể vào xem video đó để tham khảo và áp dụng đăng ký tài khoản của mọi người nhé. Còn đăng ký mức độ 2 ấy, thì mọi người phải ra cơ quan công an của mọi người để đi định danh điện tử. Khi mọi người là đi định danh đăng ký thành công mức độ 2 rồi thì khi mà các bạn đã đăng ký mức độ 1 rồi thì trên tài khoản ứng dụng của mọi người ấy, thì nó sẽ tự động chuyển sang mức độ 2 nhé. Thì mọi người phải đáp ứng được hai yêu cầu. Thứ nhất là mọi người phải đăng ký định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 thành công thì mọi người mới có thể tự tích hợp các loại giấy tờ như là xuất trình giấy tờ này, đăng ký xe và giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế, người phụ thuộc này, thông tin thuế và hộ chiếu nhé. Rồi, ok, để chúng ta có thể tự tích hợp các loại giấy tờ được thì trước tiên thì mọi người sẽ đăng nhập vào tài khoản của mọi người nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn cho mình là ví giấy tờ nhé, thì các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là tích hợp thông tin nhé, thì các bạn sẽ ấn mới cho mình. Tích hợp thông tin, các yêu cầu tích hợp thông tin của công dân sẽ được gửi đi tra cứu dữ liệu này tại các đơn vị quản lý loại thông tin tương ứng trước khi phê duyệt để hiển thị lên ứng dụng. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn cho mình là tạo mới yêu cầu, thì mọi người sẽ ấn chọn mới cho mình nhé. Rồi đến phần chọn thông tin để nhập thông tin tích hợp này, loại thông tin nhé, thì mọi người sẽ ấn vào mũi tên này, thì các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình. Đến phần tiếp theo thì mọi người sẽ chọn loại thông tin, các loại giấy tờ như là đăng ký xe này, người phụ thuộc này, giấy phép lái xe này, thẻ bảo hiểm y tế nhé. Thì mọi người muốn tự tích hợp các loại giấy tờ nào thì mọi người sẽ chọn các loại giấy tờ của mọi người nhé để tích hợp nhé. Thì mình sẽ chọn là giấy phép lái xe, thì các bạn sẽ ấn chuẩn cho mình nhé. Rồi, ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập thông tin để tích hợp nhé. Thứ nhất là loại thông tin này, mình đã chọn là giấy phép lái xe nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ điền số giấy phép lái xe của mọi người vào đây cho mình nhé. Đấy, thì các bạn sẽ nhập thông tin là số giấy phép lái xe nhé. Thì để nhập thông tin số giấy phép lái xe của mọi người thì mọi người sẽ lấy số được in trên giấy phép lái xe của mọi người nhé. Thì mọi người sẽ nhập vào đây cho mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhập là số giấy phép lái xe của mình vào đây nhé. Khi mọi người là ghi số giấy phép lái xe của mọi người xong, tiếp theo thì mọi người sẽ chọn là thứ hạng cho mình nhé. Mọi người sẽ chọn cho mình là thông tin này. Mọi người sẽ ấn vào mũi tên này, mở cho mình nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn loại giấy tờ thông tin giấy phép lái xe thứ hạng cho mình nhé. Ví dụ giấy phép lái xe của mọi người là hạng A hoặc là hạng A2 hoặc là giấy phép lái xe hạng A3 hoặc là giấy phép lái xe hạng A4 này, giấy phép lái xe hạng B này, thì giấy phép lái xe của mọi người thuộc loại hạng nào thì mọi người sẽ chọn cho mình nhé. Thì giấy phép lái xe của mình là hạng A1 thì mình sẽ chọn là giấy phép lái xe hạng A1 nhé, thì mọi người sẽ ấn chọn một cho mình.
Đến phần tiếp theo thì mọi người sẽ tích vào ô vuông này cho mình nhé. Tôi là xác nhận thông tin ở trên là đúng. Tiếp theo thì mọi người sẽ ấn gửi yêu cầu nhé. Thì mọi người sẽ nhìn thấy được thông báo là đang xử lý nhé. Thì giấy phép lái xe của mọi người đây là thứ hạng nhé, là số giấy phép lái xe của mọi người, là ngày tạo nhé. Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn tất cả mọi người là cách tự tích hợp các loại giấy tờ. Mình đã chọn giấy phép lái xe của mình là tích hợp là gửi yêu cầu thành công nhé. Bây giờ thì hiện tại hệ thống đang xử lý và xem xét nhé, có khớp với thông tin chúng ta đã gửi hay chưa. Sau khi cơ quan công an họ xử lý thì sẽ được hiển thị trên ứng dụng của mọi người nhé. Video sau thì Tuyên sẽ hướng dẫn tất cả mọi người là cách tự tích hợp bảo hiểm xã hội nhé. Thì video của Tuyên cũng xin dừng tại đây. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh và ấn vào chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.